Rồi dạ vâng, xin kính chào toàn thể anh em và các bác đang theo dõi kênh của Dũng Trương Audio. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục lên sóng về mấy cái vị mạch lọc nguồn. Đây là của hãng Emerson, hàng bãi Mỹ Sĩ. Nó có tải là 9A và nó là có 3 tầng lọc các bác nhé. Đây là cái lô hàng cuối cùng của năm. Bên em về được cũng khá là nhiều, đây bên em bỏ ra ra đây một ít để bên em quay thôi. Hàng cực kỳ chất lượng và hình thức bên ngoài lần này về cũng rất là đẹp chất lượng lọc thì khỏi phải bàn rồi giá thành thì cũng khá là rẻ nữa ngoài ra thì bên em có một đoạn dây loa bạc đức harmonia capella 7 NOCC copper silver ở đây thì bên em còn một đoạn nó có chiều dài là 3 mét rưỡi thì bên em sẽ sẽ khuyến mại nốt cho anh em nha khuyến mại nốt cho anh em đoạn 3 mét rưỡi này còn đây là có những cái dòng dây tín hiệu bạc đức ADE cắt mét này thì em sẽ quay và báo giá cho anh em cái vỉ mạch ở Mỹ 9A này thì không còn xa lại rồi em bán ra thị trường thì rất là nhiều đây là hàng bãi Mỹ xịn của hãng Emission là ba tầng lọc 1 2 3 và nó có dây này nó dây cắt sẵn anh em nhé có nghĩa là cái vỉ mạch này này mỗi lần mình em về theo lâu ấy thì có lần ở lâu nó sẽ về nó bị mất cái dây này và cái lôi thì nó về nó còn cái dây này cái dây này là cái dây đường điện vào và ra cái dây này thì là nó cắt luôn từ máy ra cái máy của nó nó bắt vào trong cái máy y tế emission chả biết nó lười như thế nào nó cắt luôn đầu này đầu ra thì nó nhấc ra hàng bãi mà đấy. 9A thì anh em đừng coi thường 9A nó tải cũng rất là khỏe 9A nó tải là hai 000 W đấy là 2 kg các bác nhé không nhỏ đâu nhiều khi con tâm đi của bác chỉ tầm khoảng 2A là căng thôi 2 a nó tầm khoảng gần 500 trăm rồi không nhỏ đâu các bác nhé cho nên là đừng nghĩ con 9 a mà là nhỏ nhiều khi bộ dàn nghe nhạc karaoke gia đình của anh em chỉ cần một con như này thôi đã là đủ rồi tuy nhiên thì bên em vẫn khuyến khích anh em đấu con này mỗi thiết bị một con hoặc là mỗi đường điện một con còn anh em nào chơi tiết kiệm thì một con này cho cả bộ dàn cũng được tại sao em lại nói như vậy bởi vì con này giá thành nó rất là rẻ bên em chỉ bán là 180.000 một vẻ và bên em bao ship cho anh em hàng rất là đẹp có đế cao su anh em lưu ý là hàng bãi về là bên em sẽ ưu tiên cái đế cao su này hơn còn mặt trên này thì nhiều khi cái ốp này nhiều khi là nó nó bị long ra như này các bạn nó vận chuyển nó long ra như này thực ra thì kể cả cái đế mình lột ra nó cũng chả sao anh em về lót miếng nhựa miếng gỗ cũng được nhưng mà thông thường có cái đế cao su này thì nó sẽ nhàn hơn còn mặt phía trên thì còn hay không cũng không phải ý nghĩa vì nó là cái cái để che chắn thôi có thì được mà không cũng có cũng được nhưng mà lưu ý nhá con này anh em thi công thì anh em bắt buộc phải kiếm hộp nhựa của hộp anh em cho nó vào không được để trần có bác bảo ơi em ơi chọn cho anh con nó có ba cái nắp nhà này về thì anh để trần để trần luôn bảo là không được như vậy thì nó nguy hiểm anh ạ không nhà anh chỉ có hai người lớn không có trẻ con nhưng mà mình có bảo là đấy em khuyên thật là anh nên thi công cẩn thận còn anh đấu là đánh đấu thôi nhưng mà nên cho kiếm hộp nhựa và nó rất là rẻ học kiếm hộp nhựa thôi cũng được hộp đựng đồ ăn cũng được mình cho nó vào đấy xong mình đẩy nắp vào xong rồi mình khoét lỗ nọ lỗ kia dây điện vào dây điện ra mình câu ra ổ cắm là mình dùng con này nó lọc cực kỳ sạch điện và bên em đã test không dưới 15 20 clip cho anh em xem rồi mà giá chỉ có 180 nghìn một vỉ thôi anh em mua con này chơi bao ngon luôn nha anh em nhá tiếp theo là cái dòng dây Harmonia Capella này bây giờ là còn như anh em thấy rồi còn đoạn 3 mét rưỡi cái dây này thì bên em đang bán là với cái giá là ba trăm rưỡi một mét nhưng mà anh em lấy nốt cái đoạn ba mét rưỡi này, này thì bên em sẽ tính theo với cái giá là ba mét thôi ba trăm rưỡi một mét Đấy, thì bên em khuyến mại cho anh em là còn ba mét thôi ba mét rưỡi nhưng mà tính tiền ba mét thôi anh em nhé anh em lấy nốt cho em về cái, sợi này thực ra em để em cũng bán được thôi nhưng mà em cứ đăng như vậy cho anh em mà có nhu cầu mấy in germany anh em nhìn nhé Cái dây này còn từng này nữa thôi là hết. Còn hết rồi. Hết sạch rồi. Giờ thì em chỉ còn cái dây uh, uh, Harmony Den thôi, split mét Dây đấy lại mới có thêm rồi. Nó tưởng hết mà lại có thêm. Dạo giờ bán những cái dòng dây đấy thì nó cũng sẽ hơi uh, hơi chậm. Đây là dây uh, tín hiệu bạc Đức để cắt mét này, anh em uh, lưu ý mua cắt mét cái dòng dây này nhá. Em phải nói rõ là anh em mua cái dây này mà anh em mua uh, uh, một mét À, dưới 10 m thì bên em vẫn tính là 110.000 một mét các nhé 110.000 một mét còn anh em nào mà lấy trên 10 mét thì bên em sẽ tính cho 100 đây đi. À. dây này em bán rất là nhiều dây 4 lõi này thì từ từ để em lấy kia kéo em tước cho anh em xem à, thay đổi khó chịu thật à. với năm rồi cái tháng này là tháng củ mật những cái tháng cuối năm như này là là là, 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 là chuẩn bị là Tết rồi. Năm nay uh, nghĩ lại cũng trải làm ăn được mấy nhờ anh em nhỉ. Em tước ra có cái lớp giáp chống uh, nhiễu đang rất là dày này. Rồi uh, có cái lớp dây dù này mình uh, cậy ra. Cái dây này anh em lấy nhiều về làm dây canon được cái, dây Mix, dây 3.5 được hết. Cái dây này em thi đủ thi công đủ các thể loại luôn hiện tại thì đây là cái dòng dây bên em đang bán chạy nhất ấy, và bên em đang thi công bán cả dây AV Canon được cái rồi là dây uh, 6 ly các kiểu 3.5 là 2 AV mà rất là nhiều vì uh, em thấy là dây nó tốt mà nó mềm mà chất lượng cũng tốt mà giá thành nó hợp lý đây này uh, 110.000 một mét anh em cố gắng lấy nhiều nhiều 10m 20m anh em nhé Đấy. Đấy. anh em nhé dây tín hiệu này rất là tốt đấy à, bên em hiện tại thì uh, chính xác một cái đợt năm ngoái thì cũng bảo là hạn chế những cái dây cao tiền nhưng mà uh, hiện tại thì những cái dây cao tiền bán có khi nó còn em thấy nó còn ổn hơn là những cái dây rẻ vì uh, những cái dòng dây tín hiệu cao tiền thì mình chỉ cần bán một bộ thôi có khi mình, mình bán uh, những cái dòng dây kia bán cả mớ sang năm thì uh, sẽ có những cặp loa giá tốt cho anh em và dây rẻ cũng có và dây đắt thì cũng có những loại dây làm sang năm em sẽ bán những cả những dòng dây có giá 10 triệu 20 triệu dây loa dây AV theo cặp ấy. cho anh em nào chơi hay ăn có nhu cầu mỗi thứ đáng tí vì uh, cái đợt năm 20 đầu năm 2023 thì cái hướng năm nay là bán những cái đồ rẻ nhưng mà sau khi nhìn lại thì uh, có khi hàng đóng cả tuần trả bằng bán một cái món dây cao tiền tất nhiên thì cao tiền thì khó bán hơn nhưng mà mình cũng sẽ tập trung nhiều cái cái vỉ này China này anh em về có thể là đấu vào bên trong những cái ổ cắm hoặc là bên trong quản lý nguồn cũng được ấy. và đấu mỗi tượng điện cọ được lọc nguồn thì anh em lưu ý là nó giới hạn là uh, cứ dưới 250V là được 202, 100, 102, 110 đều được hết điện vào như nào thì nó ra như vậy anh em nhé rồi cái clip này bên em giới thiệu thôi kia là bên em đang ra lò thêm mấy cái ổ cắm kìa anh em ạ nhìn kìa ổ cắm lọc nguồn khổng ừ. à, con đấy thì bán cuối năm hoặc sang tết rồi xin kính chào tất cả mọi người nha